mến chào các bạn hôm nay chúng ta tìm hiểu về hai từ lãng mạn và lãng mạn trước hết từ lãng mạn lãng mạn là từ gốc hán lãng là sóng nước mạn là đầy tràn lãng mạn là sóng nước đầy tràn có nghĩa là phóng túng không có gì bó buộc. Nghĩa thứ nhất, lãng mạn là lý tưởng hóa hiện thực, vượt lên trên hiện thực. Thí dụ, tình yêu lãng mạn, tư tưởng lãng mạn. Nghĩa thứ hai, lãng mạn là suy nghĩ và hành động không thiết thực, toàn là mơ mộng, chỉ nhằm thỏa mãn ước muốn cá nhân. Thí dụ theo đuổi những mối tình lãng mạn. Thứ hai, lãng mạn. Lãng là sống, mạng là mệnh. Ghép chúng vào với nhau thì không có nghĩa. Thế nên từ này không có trong tiếng Việt. Như vậy, tiếng lãng mạn là sai. Phải viết là lãng mạn mới đúng các bạn thân mến tuần sau chúng ta sẽ tìm hiểu về từ khả năng và khả dĩ mến chào tạm biệt các bạn